Xin chào các bạn. Đối với mẫu đầm này thì định mức vải mình cần chuẩn bị bằng một lần dài đầm cộng thêm 50 cm để may cái bèo đính trang trí phía bên ngoài. Còn về chất liệu thì mình chọn cái loại vải tương đối dày là được nha, để mình may cái form body cho nó đẹp. Đi vào thiết kế thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình bộ rập cơ bản có bên sườn. Bạn nào mới thì xem lại video rập đầm body ôm cơ bản nha. Mình có hướng dẫn rất là kỹ. Đường link video mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Rồi còn ở đây mình sẽ xử lý cái rập này ha, để tạo thành một cái mẫu đầm cúp ngực tim form ôm body có rã mảnh theo cái đường gian ngực này. Cái rập này là mình cắt theo tỷ lệ 1:2 so với số đo thực nha các bạn. Thì cái độ ôm của cái phần tùng của váy cơ bản thì nó chỉ đánh cong mạnh vào đây 3 cm so với đường ngang mông thôi. Còn cái mẫu của mình hôm nay nó ôm nhiều cho nên các bạn đánh cong thêm 1 cm vào đây nha. Còn ở dưới line nè, các bạn chia từ cái điểm này nè, qua đây chia ra làm 2 hoặc làm 3 nha, để mình vẽ hình cánh hoa phía dưới line. Nếu chia 2 như vậy thì toàn cái thân trước thân sau luôn thì mình cộng lại là mình có được 4 cái cánh hoa ha, một hai cánh ở giữa và hai cánh hai bên sườn. Ngay cái điểm này nè, cái điểm cong của line mình sẽ lấy xuống 2 cm nè, rồi mình vẽ cong lên đây. Và nhớ là lúc này cái chỗ mình đánh cong cánh hoa này nè, mình sẽ đánh lơi lại cái đường rã này. Hoặc các bạn có thể chia cái line của mình ra làm 3 phần nha, để vẽ được nhiều cánh hoa hơn. Nếu chia làm 3 phần thì mình vẽ được là tổng cộng thân trước thân sau là mình được khoảng 6 cái cánh hoa luôn nha. Mỗi thân là mỗi thân là 3 cánh, một cánh ở giữa và 2 cánh hai bên. Ở thân trước thân sau luôn là mình có 6 cánh hoa. Đấy, rồi lưu ý là ngay tại điểm ngang mông nè, bắt đầu mình đánh lơi nhẹ lại được cái đường rã cúp cho nó cong qua đây. Tí nữa mình sẽ cắt rã theo cái đường này nha. Như vậy mình xử lý xong phần lai và phần rã cúp phía dưới tùng. Còn đối với cái cúp ngực tim ở phía trên nè, đầu tiên các bạn xác định cái vị trí dây áo nè, thì từ cái đầu vai nè các bạn sẽ lùi vào đây khoảng tầm 2 đến 3 cm tùy ý nha. Ở đây mình lùi vào 3 cm. Rồi đặt cái thước nè song song với cái đường nghiêng của nách. Từ đỉnh ngực mình sẽ canh cho nó giao với cái cọng dây áo sao cho cái đoạn này nó bằng 6 cm. Bạn nào thích mặt kín hơn thì mình cơi lên 7 cm nha. Còn cái chỗ ra ngực này mình cơi xuống 1 cm, bắt đầu đánh cong qua đây. Đó, mình nhớ là mình sẽ đánh cong ngược lên phía trên nha. Nó hơi cong nhẹ lên như vậy rồi cong xuống đây. Đó, đỉnh ngực nè, các bạn lấy nè cho nó vuông góc ra đây. Ta được một điểm, từ điểm này mình canh đều qua mỗi bên là 2,5 cm. Như vậy là tổng cộng cái đoạn này mình được 5 cm. Rồi từ điểm này nè đặt cái thước nè, đánh hơi cong nhẹ xuống đây. Rồi phía dưới chân ngực nè các bạn hơi đánh cong nè, cũng nhớ canh từ cái đỉnh ngực xuống khoảng 6 cm nha, để cho nó tương đồng với cái đoạn cúp phía bên trên này. Thì mình cũng lấy xuống cho cái phần rã phía chân này là không phải rã nha các bạn, đây chỉ là cái miếng cúp chắp ở bên ngoài thôi, chứ còn cái thân là mình không có rã nha, cái thân chính của nó mình không có rã. Nhớ là chỗ này là góc vuông nè, đặt cái thước nó vuông góc nè, rồi bắt đầu đánh cong ngược lên đi qua hai cái điểm này.
Tí nữa mình sang dấu cái phần miếng cúp này nè, để mình có miếng đắp phủ lên tạo kiểu thôi. Rồi phía trên này mình thả một cái ben có độ rộng là 2 cm nha. Bắt đầu từ đường gian ngực mình canh qua nè. Đó, 1 cm nè, 1 cm nè. Đây chính là cái ben tổng hợp của ben nách và ben cổ nha các bạn. Đó, như vậy cái ben nách đó, đó là cái ben mình sẽ hướng từ đỉnh ngực lên nách. Đó. Tuy nhiên ở đây mình di chuyển nó qua phía bên này, nó nằm trong cái đoạn ngang cổ này, cho nên khi đính dây thân trước mình di chuyển cái cọng dây mình đính qua đây 1 cm nha các bạn, để cho nó bù cho cái ben nách của mình ấy. Đó, thì khi mặc lên cơ thể nó mới đẹp. Nhớ lưu ý cái chỗ đó nha. Đó, tuy nhiên thân sau là mình vẫn giữ nguyên cái vị trí này nha các bạn. Rồi vẽ lại nè, đánh thẳng chỗ này lên cho nó giao với cọng dây, và từ điểm này đánh xuống cái phía nách nè. Thế còn cái ben này nè, đó, thì từ điểm này nè vào đỉnh ngực bao nhiêu thì mình cũng lấy qua đây, từ cho nó vào đỉnh ngực bấy nhiêu để khi may vậy là nó đủ nha. Đó, đồng thời mình cơi lên đây 0,5 cm các bạn, ngay tại vị trí rã ben lúc nào mình cũng cơi lên như vậy, để khi xếp cái ben lại là nó không có bị gãy khúc cái đường cong ngực nha, cái đường cong cúp này. Đó, nhớ nha. Rồi mới đánh cong xuống lại nè, khi may chích ben lại là nó không bị thiếu. Đó, lưu ý nè, mình đánh cong lại cách đỉnh ngực 2 cm là bắt đầu mình vuốt cong lại cái đường ben này. Còn khi mà xoay ben hoặc là xếp ben thì mình không có cần đánh cong nha các bạn, mình vẫn đánh thẳng tới cái đỉnh ngực. Còn may rã đường cúp để ôm cái quả ngực của mình thì bắt buộc mình phải đánh cong cái ben. Đó, rồi đo lại cái cọng dây trước khi mình cắt rã ra cái thân này nè, mình phải đo lại cọng dây nha. Ở đây là 15 cm số đo thực ha, cộng với thân sau của mình thì hình dung là cái đường ngang lưng thân sau nó sẽ nằm ở đây. Đánh ngang thẳng qua luôn. Rồi từ điểm này nè mình đo xuống. Thay vì có 3,5 chùm vai thì mình bỏ cái 3,5 đó nha các bạn, để cho cái dây áo nó ôm xít vào cơ thể luôn. Cho nên mình sẽ đo từ cái điểm thân trước thôi, vai thân trước thôi, đo xuống cái đường ngang này. Ngang lưng thân sau của mình nó nằm ở đây. Theo cái đoạn này ha, thì nó sẽ giao xuống dưới chỗ này. Đây là cái điểm nè, đính dây thân sau nè. Thì từ đây mình đo xuống đây là được 9,5, số đo thực là 19 ha, theo tỷ lệ 1:2 như vậy. Nhớ nha, nhớ mình trừ cái 3,5 này là cái độ giãn của cọng dây chứ không phải là không có chùm vai nha các bạn. Đó, khi mặc dây là nó phải cần ôm sát. Mình ghi lại đây là 34 dây thân trước cộng thân sau. Đó, nhiều bạn quên đo dây là đến khi mà cắt bỏ mà mất cái phần rập phía trên này là không có biết cái dây bao nhiêu nha các bạn. Cho nên mình lưu ý là trước khi cắt rập là mình phải đo lại dây, ghi lại cho nó cẩn thận. Đó, rồi bây giờ mình sang dấu lại cái miếng cúp nhỏ này nè, để tí nữa mình đắp phía bên ngoài cái phần thân chính của áo nha, để tạo kiểu. Đặt cái rập này lên để cắt cho cái rập thân sau. Sang dấu lại hết từ dưới lai lên tới ngang eo. Bên
sườn thân trước của mình là 3 cm ha, thì mình sẽ lùi ở đây xuống là 3 cm cho thân sau. Rồi kéo cái rập xuống sao cho nè, cái điểm này nó trùng với cái điểm thân sau, cái điểm ngay ngực nè, ra ngực nè. Đấy. Rồi nhớ là thân sau mình sẽ lùi vào 1 cm để cho nó ôm cái phần cúp nha. Nó sang dấu lại nè, cái đường rã thân thân sau nè, cái đường cúp thân sau nó nằm đây. Đánh lại dán cong cho thân sau thì chỗ này mình lùi vào 0,2, ở chỗ này lùi vào 1 cm, ở dưới mông này mình cơ lên đây 5 cm, đây là điểm kết thúc dây kéo luôn nè. Rồi đánh cong lại. Ở trên đường ngang eo nè, sau khi đã lùi vào 1 cm thì mình sẽ chia đôi cái đoạn còn lại. Đấy rồi đặt cái thước nè song song với đường trục giữa thân của đầm nè, đường trục giữa này kẻ song song xuống đây. Đấy, tới cái đường ngang mông các bạn hơi lượn lượn ra đây nha các bạn, lượn ra ngay chỗ cái cánh hoa đấy. Và tí nữa mình sẽ cắt rã theo cái đường này, chừa đường may và may nối lại thôi. Đó, hoặc chỉ là thân sau mình không cần cắt rã luôn các bạn, mình chỉ may chích ben thôi. Thì từ dưới ngang mông mình lấy ra đây 5 cm, vẽ ben, độ rộng ben lúc này là 2 cm. Chỉ cần may chích ben thôi cho thân sau thôi, không cần cắt rã xuống dưới lai cũng được nha. Đó, và lưu ý là cái đường cúp thân sau này nè, nó nằm phía dưới đường ngang ngực các bạn 1 cm. Tại vì nè, cái cúp mình đánh xuống dưới 1 cm thì khi cái đường cúp thân sau mình cũng xác định là nó nằm dưới cái đường ngang ngực 1 cm, cho nên khi chích ben này các bạn chích cơ lên đây 1 cm. Đấy, rồi bắt đầu mới đánh vào cái phần eo. Thì như vậy cái đoạn tiếp giáp này nè, ngay chỗ đường rã cúp này nè, nó là khoảng 0,2 cm ha. Đó, như vậy thân sau mình sẽ cắt hai chi tiết đối xứng. Ở giữa thân sau mình sẽ cắt rã chừa đường may để may dây kéo. Ở đồng thời là từ ngang mông các bạn hạ xuống đây nè, khoảng 16 cm. Ở dưới này mình mổ ra để bước đi cho nó dễ ha. Và đúng theo mẫu thì mình có cái đường cắt rã eo rồi các bạn nha. Cắt rã chừa đường may rồi may lại thôi, còn không thì các bạn cứ may liền luôn cũng được. Nó không quan trọng cái thân sau lắm đó nha. Rồi quay trở lại với thân trước. Đó thì các bạn nhìn thấy là cái miếng bèo trang trí nè, thì nó nằm một bên ngực. Các bạn đo lại ha, đo lại để mình hình dung tí nữa mình cắt cái miếng bèo này. Từ ngay chỗ mà giữa đỉnh ngực nè, giữa cái ngực mình nè, thì mình sẽ đo xéo lên cái cọng dây nè. Nó độ khoảng, ở đây mình đo được khoảng 24 cm ha, thì là tới đây. Thì các bạn cứ ghi lại để tí nữa mình cắt cái miếng bèo nha. Rồi từ điểm này mình đo xuống phía dưới, thì cái miếng bèo này nó nằm ở độ khoảng giữa hạ mông và hạ eo nè, nó nằm ở khoảng giữa này. Thì cái đây là tầm khoảng 26 cm từ đây xuống đây. Đó, cũng ghi lại đây để mình nhớ tí nữa mình cắt cái miếng bèo. Thì 24 với 26 thì nó không có cái độ lệch nhiều các bạn ha. Đó, nhưng mà nhìn theo mẫu thì mình thấy nó lệch ở cánh trên và cánh dưới nó nhiều. Đó, do là cái thông số đo các bạn nha, của mỗi cơ thể. Ở đây cái ngực bạn này hạ nè, cái ngực hơi thấp. Đó, cho nên cái đoạn trên này nó dài, cái đoạn từ ngay chỗ mà giữa hai cái đỉnh ngực này lên đây thì nó dài, cho nên mình giảm bớt lại nha. Đó, cho nó có sự chênh lệch giữa cái miếng bèo phía dưới và miếng bèo phía trên.
khi đặt trên vải cắt thì các bạn nhớ là cắt hai lớp vải cho mỗi chi tiết nha, để khi mình may lại là mình có hai lớp cúp ngực may lộn với nhau, đặt mút ở chính giữa hai lớp. Cái phần cúp nào mà mình quy định nó nằm phía bên trong thì nhớ là mình gọt bớt đường may ở phía trên, đường cúp phía trên ngực, để khi may lộn là nó lấp cái đường may vào phía bên trong miếng lót. Ở đây mình chỉ dán keo theo dạng mô hình thôi, chứ còn quay clip mà may ráp chi tiết nữa nó rất là lâu nha các bạn. Mình không có thời gian nhiều, cũng gần Tết rồi đó, đồ nó hơi nhiều nha. Cho nên mình làm clip cho các bạn xem thì mình làm như vậy cho nó nhanh. Chứ còn cắt may chi tiết nữa thì nó mất rất là nhiều thời gian, các bạn thông cảm nha. Thì khi cắt trên vải các bạn chừa đường may và may nối lại thì nó sẽ có cái miếng cúp như thế này. Nhớ là đính dây ở hai chỗ này nha, trước khi may lộn với cái lớp cúp phía bên trong. Như vậy mình đã xếp hai cái bên cho nó xoay hết về một hướng như vậy. Tí nữa mình sẽ dúng cái đoạn nó lại ha, nó tạo kiểu ở đây. Nếu dúng ít thì các bạn chỉ cần cái rập như vậy là được rồi. Còn trường hợp vải mỏng mà muốn dúng nhiều hơn thì các bạn sẽ mở thêm rập nha, để mình tạo dúng nhiều hơn. Lưu ý trước khi mở cái rập này thì các bạn nên kẻ một cái đường vuông góc với cái đường mà mình muốn mở rập ấy, để khi mình mở rập là nó ổn định cái đường mở nha, nó giúp cho cái rập mình khi xếp dúng lại là nó đúng cái sơ vải. Tùy theo vải dày hay vải mỏng mà mình sẽ mở ra nhiều hay ít. Ở đây là mình sẽ mở ra 6 cm cái đoạn này. Đặt trên vải cắt chừa đường may xung quanh là 1 cm, cái phần sườn là 2 cm ha, như cái phần thân áo vậy. Rồi nhớ là cái đoạn này nè, mình sẽ dúng hết lại nè cho nó bằng đúng 5 cm để mình ướm vào. Cái đoạn này mình cũng dúng lại cho nó bằng đúng cái chỗ này, cái chỗ rập này ha. Đo lại ha, ở đây mình đo được là 8 cm nè, 7,5 cm ấy, chưa được 8, 7,5 ha, ghi lại dúng lại cho nó đúng 7,5 cm rồi mình ướm vào nha. Khi may là mình sẽ đính cái thằng ở trên này vào cái thằng trên này đấy nha, cho nó ổn định rồi mới may lộn với cái lớp cúp ngực phía bên trong. Còn cái miếng bèo nè thì các bạn gấp vải gấp đôi lại ở đây nha. Đó, rồi từ đây nè, từ cái điểm này mình sẽ đo lên nè, 22 và 26 nè, đo lên 22 và đo xuống là 26 nè. Đó, rồi từ cái điểm ở giữa này mình đánh ra đây, từ cái điểm này mình sẽ lấy ra đây khoảng 22 luôn.
Đó, rồi đánh tròn lại nha. Ở dưới này mình đánh hơi nhọn xuống, kiểu như là hình quả trứng gà vậy các bạn. Ở trên này bầu và ở dưới này hơi lơ nhọn nhẹ nè. Rồi gấp 1/4. Đấy, rồi mình đưa cái cánh này qua đây. Đấy, đơn giản như vậy ha. Đấy, mình tạo được cái miếng bèo đính vào cái phần cúp ngực. Mình đính vào đây. Đó, tuy nhiên là các bạn ở chính giữa nè, cái hõm ngực này nè, mình có một cái liner nên các bạn gọt bớt ở cái phần dưới này nha. Đó, mình lùi vào khoảng gọt tròn chỗ này, rồi phía dưới này nè, đó, mình gọt bớt. Thì khi cắt như vậy thì khi mình đính cái liner ở giữa là nó không có bị cắn cái miếng bèo phía dưới nha các bạn. Cái cọng liner chính giữa này thì mình cắt độ rộng của nó khoảng 1 cm thôi. Đó, còn độ dài lên đó là 10 cm này, gấp đôi lại là còn 5 cm nè nha. Nhớ chưa, đừng may 1 cm ở giữa nè. Để mình may lộn với cái miếng cúp ngực phía bên trong. Đó, như vậy đã xong được cái mẫu của ngày hôm nay. Chúc các bạn thực hiện thành công nha. Khi đặt trên vải cắt thì cứ chừa đường may y như rập này rồi may lại thôi. Mọi ý kiến đóng góp cho video cũng như là cho kênh thì các bạn ghi vào phần bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.